Trang ăn gì Trang? Ăn gì? Ăn cereal. Cái đó cũng là cereal đó con, mà chỉ là cái hình dạng khác thôi, một cái loại khác thôi, chứ còn mấy cái đó là cereal hết á. Ngon con. Đố cô chú giờ mấy giờ? Đố cô chú giờ mấy giờ? Nước nè hả? Bây giờ là 10 giờ rưỡi tối đó cô chú. Chay ăn phi à, hiện tại chay đang ăn phi à. Phải không chay? Ăn phi à. Thích giờ nào ăn giờ đó thôi. Ngon quá à, ngon không? Phi rồi nên là để tóc em vậy nha cô chú. Chứ hôm nay 10 rưỡi mà còn cột cột cái đầu tóc. Chắc ăn thôi quá ăn. Chơi chơi, mời cô chú ăn chưa? Không. Sao không mời cô chú? Hả? À, sao con không mời cô chú? Sao con ham ăn quá vậy? Cái má. Cái gì thơm không? Cái má nè. Cái gì thơm? Cái đó thơm á hả? I love it when you call me señorita. Đúng rồi, che miệng lại, che miệng lại. Đúng rồi. Đâu ạ? À? Nè, cái giấy để cái bên chùi này chứ cũng đâu cần phải đi chia cho xa để chùi. Trời ơi, sợ rồi. Để cái bên nha. I love it when you call me. Nam nam nha. Giọt lúa báo. Làm sao? Hả? Ngon không? Chưa. Ừ. Chưa. Cái gì? Chưa. Ăn thử nè. Ăn thử nè. Ngon á. Ăn thử đi. Banana. No. No. Siêu. Siêu rồi, ok. Ăn đi. Ngốt đừng có khó ăn như ba nghe chay. Whatever you touch is your la la la. Con nhỏ mà. Hả? Con nhỏ. Cái con đó hả? Cái con đó là con gì mà cô không biết con gì nữa? Con gì vậy? Mẹ chịu luôn á. Hỏi cô chú là con này con gì cô chú? Đẩy xuống này. Hả? Đẩy xuống. Ngon không? Chắc rồi. Ai cũng hôn, gì cũng hôn. Vạn vật cây cỏ đâu gì cũng hôn. Con lão mà. Mẹ đâu biết con đó con gì đâu. Cái con này nó màu xanh xanh. Nó giống như con khỉ. Mà nó không biết có phải con khỉ không nữa. Mà nó ngồi nó lái xe. Xe màu xanh lá cây. Xe màu green á. Nhớ nó chở theo ba đứa đệ tử. Không biết ba đứa đệ tử này đứa gì nữa không biết. Bye bye đi, chở đi đâu đi đi, bye bye đi. Cái cái con hấp sữa đi con, hấp sữa vô. Hấp sữa. Ừ, nó sợ. Nam 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 nam. Chọc rồi. Wiu wiu mắc cỡ, wiu wiu. Thank you.
Hùng cô chú là hả? Trời ơi, hùng lắm. Thương cho cô chú. Hả? Ông. Trời ơi, đút cho cô chú ông bà ăn nữa đó. Ừ, vấy khăn vào. Trời ơi, áo dính áo nữa kìa. Năm, anh này ốc. Ừ. Ok, 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 ai xin đâu ok. Ông. Ăn. Con nói cô chú ăn đi. Con nói cô chú ăn đi. Ừ. Không cho cô chú ăn hả? Trời 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 trời. Rồi. Hết rồi hả? Hết rồi không cho cô chú ăn hả? Con ăn nữa không? À giỏi quá. Em vậy mà cô chú nói em lì. Ngồi xuống đi con tắm nha. Em mới dậy thế mà cô chú nói lì quá trời lì luôn. Lì hơn những đứa cùng trang lứa. À, đây. Cười con nhìn vô cô chú cười đi vậy. Cô chú nào đó con lì hơn những bạn cùng trang lứa con cười cô chú đi đây. Cười a hi hi. Bây giờ biết sao giờ đúng sai. A hi hi. 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 Đứng đó nhảy trời. Đang ăn đi chỗ đó nhảy. Rồi, là chú. Hả? Là chú. Ừ. Con cười a hi hi đi chơi. A hi hi. Cười a hi hi. Đó, rồi làm đổ sữa tùm lum rồi kìa. Rồi con tự chui đi. Con cảm thấy sữa dính ở đâu con tự chui đó. Ai đi đi chơi. Ông vô vô. Rồi mẹ chùi cho. Mẹ chị mẹ. Ừ. Giỏi quá. Hết trời. Còn quá trời đúng không? Con nó hết rồi. Còn nè đó. Rồi. Chút lấy cái đó chùi miệng luôn nghe chưa. Nó làm thiệt luôn trời ơi. Trời ơi thôi. Con mới chùi bàn mà con đâu được mà nói giỡn thôi mà. Mẹ nói gì là con làm đó luôn hả chơi. Mẹ nói con làm gì là con làm đó ra hả chơi. Ở đó là đút cho khỉ ăn đó, đảm bảo luôn. Đó là đút cho khỉ ăn đó. Trời ơi, đút cho thỏ ăn đó. Cho em dễ thương vậy đó chứ phải. Thảo ăn vậy đó chứ phải. Cho cô chú biết. Đúng rồi, a hi hi. A hi hi. Đó. Rớt đồ ăn. Con nói ai hi hi đi con. Hi hi hi. Ừ. Dơ chú. Hả? Dơ. Dơ hả con? I love it when you call me. Call me sao? Cứ đứng nè, đứng yên chỗ kìa. Ăn nữa không? Dạ. Ăn nữa thì ngồi xuống ăn rồi anh. Tắt nữa. Ừ, tắt thôi. Ô. Ăn nè. Ăn xong đi thì chơi sao? Cái ướt chơi. Ướt rồi hả? Ướt rồi, lấy này là chùi nè. Đứa này làm con làm ướt chứ ơi. Đúng rồi. Nó giỏi dễ sợ không? Trời ơi, chùi từng chỗ một luôn chứ bạn. Rồi, mẹ cảm ơn nha. Ngồi xuống ăn tiếp. Gì nữa? Con nghe kể chú. Ừ.
love it when you call me. Ôi, ăn đã đời không? Ăn đã đời không? Ôi trời, 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 trời. Gì vậy? Thôi, khỉ không ăn. Khỉ đang say rượu xỉn, nằm ngủ một đống rồi kìa, đừng ăn. Không ăn. Không, không ăn. Đó, thấy chưa, làm đổ tùm lum rồi đó. Rồi lại lấy khăn chùi cho khỉ coi. Ok, ok chị. Ok khỉ, con chùi miệng con trước đi đã. Rồi đó, nữa thấy chưa. Trời ơi, nó làm đó. Đó, đúng rồi. Chùi luôn đi, dưới đất nó kìa, chùi đó luôn đi. Cô chú đảm bảo thấy đầu tóc chay đang rất là bực rứt và bực bội. Tại sao mẹ không cột tóc lên cho em? Cho biết cái lý do. Cho em ăn cho nó gọn gàng. Thấy chưa? Trời ơi, nó đi tới đâu rồi tính nó thì. Trời đất ơi, coi được không? Đi tới đâu rồi sửa nhiễu tới đó. Vô duyên. Trời đất ơi, có nó vô duyên. Mà nó xạo nữa, nó vừa vô duyên mà vừa xạo nữa chứ. Trời đất ơi. Chưa. Trời ơi, tự nhiên hửi đã cái kêu thúi. Mà có thúi đâu, nó sạc. Ê, trời, cái khăn đó. Làm gì, để coi làm gì nha. Trời đất. Trời ơi, coi được không. Bả xì bụng ta mới ra bụng người đó. Trời ơi, cái gì vậy? Chay, con lấy cái nồi lao con lao giùm mẹ kìa, con kêu dư sữa không kìa, con coi sữa kìa, đó, lao, trời ơi, lấy chân trà, có được không, trời ơi, yeah. Con lấy khăn con chùi đi con, hết rồi, đúng rồi, cái bàn dính đó kìa, hết rồi á, hết chưa, đúng rồi, giỏi. Quá giỏi luôn, thấy chưa? Cô chú thấy em giỏi dễ sợ luôn. Rồi. Trên bàn đó kìa. Ok. Rồi xong em mới khăn nó đem dục dùng rác nghe chưa? Ok. Nè nè, để mẹ làm cho, để mẹ mở cho rồi dục vô. Đúng rồi. Mẹ lấy con khăn khác nha. Quá giỏi luôn. Nhờ được rồi đó cô chú ơi. I love it when you call me. Rồi còn cục đó trong đó ăn luôn đi coi. Ăn xong rồi hấp hết nước luôn đi cho rồi. Hấp hết sữa. Đúng rồi, giỏi quá, như vậy là mình. Như vậy. Nữa hả? Trời, ăn dữ lên. Đó, cái này là chay ăn này cô chú gọi là honeycomb. Dữ tợi. Rồi được rồi đó. Xích đu bà ly. Hả? Người ta nói không ăn là tao giọng cho một giọng. Lên bờ xuống ruộng. Ngồi xuống. Dân chơi ngồi xuống. Làm sao đâu? Không ăn mà tao giọng cho một giọng. Đúng rồi. Con để gần gần con chút. Đó. Vậy đó. Cái gì? Cái gì vậy? À, chơi gì vậy? Cái gì? Đi đâu à?
before I even know her name. La la la. It feel like ooh, la. Con gì á? Cái đó là cái hình giống như cái tổ ong á con. It look like a honeycomb. Giống như cái tổ ong á. Cái tổ ong có lỗ 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 á. Cái bánh đó con. Má chỗ chưa. Ừ. Ngon không con? Con gớm nè. Không, đừng có bỏ ra bài vàng. Con gì á? Cái đó là cái hình tổ ong. Con nói đi. Tổ ong. Tổ ong. Bánh hình tổ ong. Lấy cái muỗng ăn chứ làm gì vậy? Hả? Được không? Rồi nó đưa mặt nó xuống hửi, nó kêu thúi quá. Thôi được không? Nó xạo, con này nó xạo. Nó xạo một cách hả? Không thể tưởng tượng nổi. Hả? Cái gì? À, gì ghê làm nước tường hả? Mười giờ tối rồi chay nè. Mười giờ. Tại sao? Tại sao? Ừ, tại sao? Này đúng là hạt tiêu đánh đá luôn chứ mày. Ừ. Chay có nhiều việc danh lắm cô chú nhớ không? Chơi chay của mẹ em ơi. Em bé. Cái gì ông nè? Cái tổ ong, cái bánh hình tổ ong. Dạ. Rồi hả? Em chơi chay của mẹ em ơi. Mẹ. Ừ. Trời đó. Rồi hả, hạt tiêu đánh đá là Hồng Hài Nhi. Rồi nàng Út trong ống tre. Rồi hả, em bé đầu buộc tóc râu. Con gà mẹ. Nữa, hỏi nữa. Cái bánh hình tổ ong. Dạ. Ừ, hiểu chưa? Muỗng. Ừ. Đổ muỗng hả? Rồi gì biệt danh gì nữa ta? Mẹ quên luôn rồi đó chay. Con còn biệt danh gì nữa không chay? Còn là mẹ đặt không mà giờ mẹ đặt đã nhiều quá rồi mẹ quên rồi. Nhưng mà nếu mà cái tên mà cho chính xác nhất đó mà cho chay đó là hạt tiêu đánh đá. Nhỏ như cái hạt tiêu á, cô chú nào gặp món thấy chưa, đáng đời. Cô chú nào gặp ở ngoài cũng nói nhỏ xíu à, như hạt tiêu vậy đó. Ngủ rồi, nó ngủ rồi, tự nhiên là nó ngủ rồi. Ừ. 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 Giỡn à. Diễn không ai diễn bằng luôn á chứ. À im im im. Sao vậy? Im lặng kêu kêu khỉ với con kia im lặng. Yeah. Dạ. Mắt rồi. Thì sao đâu mắt rồi? Cái gì sợ? Cái gì vậy? Hả? Em. Cái gì đó, đó có đổ ngang, đổ ngang. Gì đó, lên đây ngồi hả? Em lên đây ngồi. Tự nhiên đang ăn đây, cái đi dọn nhà lên đây ngồi có được không? Thì mẹ ngồi đâu? Mẹ. Mẹ ngồi đây hả? Mẹ ngồi ghế của con hả? Ngồi ghế. Không, mẹ ngồi đây nè. Mẹ ngồi đây, mẹ mới quay con được. Mẹ ngồi ghế. Hả? Ngồi. Thôi để mẹ ngồi đây đi. Mẹ ngồi, mẹ ngồi đi. Thôi để mẹ ngồi đây đi. Mẹ mẹ ngồi. Her body fit right in my hand. La la la. Feel like cool. Anh nhớ múc. Thôi tự nhiên nó cứ đâu. Nhớ. Nó bằng chân nó thường vừa chút. Nó mượn coi bằng chân giúp coi. Trời, nó ích kỷ. Nó đồ ích kỷ nhỏ mọn quá. Muốn mượn coi bằng chân cũng không cho nữa. Đây nè, khăn nè. Mượn coi bằng chân chút coi. Dạ mũi sao môi. Gì sao môi. Thôi có được không, có được không? Mượn coi bằng chân chút nha. Sao môi. Xong rồi hả con? Ồ, muỗng sạch quá đó. Ý nó nói trên nãy dây chà muỗng đó. Wow. Wow. Muỗng
Chay. Chay, mũ nó màu gì vậy chay? Màu blue. Màu blue đúng rồi. Mũ này màu gì? Màu white. Bảy. Màu gì? Màu white. Màu white and white and green. Màu green. Còn cái mũ này là white and blue. Con kia. Có chạy xe đi về. Ừ, chạy xe đi về đó đúng rồi đó. Về đâu? Bye bye. Bye bye. Ừ, chạy xe về bye bye. Bye bye khỉ. Mẹ ơi mẹ. Dạ. Dạ mẹ. Cái con đó là con khỉ đó con. Khỉ. Con khỉ mặc bộ đồ màu đỏ đó. Còn mặc bộ đồ màu xanh là con gì mẹ không biết. Gì đó, bị cấp, bị quá cấp. Gì quá cấp? Quá cấp. Hả? Quá cấp. Quá cấp à hả? Hà mấy cấp? Con nói chữ nào? Thôi ăn cho hết đi. À đó, trời. Cô chú chỉ cần ngồi thấy chay ngồi ăn vậy là cưng rồi phải không cô chú à? Ngủ. Ngầm. Ừ. Giỏi ghê chưa? Không có nhờ sự giúp đỡ của mẹ. Lâu lắm rồi đó. Ăn là đòi tự ăn không mà. Giờ muốn cái gì? Gì à? Gì chờ chờ xuống rồi. Ừ. Trời ơi có được đời không? Vinh xuống. Nó di chuyển nhà đó, nó đưa đồ cho tôi xách xuống giùm đó. Trời ơi con nói làm sao? Rồi xuống đi. Giờ ghế mẹ. Hả? Ghế. Ừ. Giờ ghế 1 2 3 nhớ. Gì? 1 2 3 gì? Ừ nhảy xuống là té đó. Thôi đứng nè, đó, đứng trên này, trên kia, như giang hồ không? Như giang hồ đứng đó ra vậy. Giờ, thôi nghe, chào tạm biệt cô chú nha. Video người xuống đây mẹ cho kẹo, xuống đây ngồi đây mẹ cho kẹo. Ok. 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 Giờ này mà còn xin kẹo nữa, thôi mà thôi, nay ngoan quá nên cho kẹo. Ngồi xuống. Ok. Ok. Nên mày lụm cái giấy. Rồi giờ con nói làm sao? Vì sao con kẹo? Nói mẹ ơi. Nói kẹo. Cho con kẹo. Kẹo. Ngồi xuống, sit down. Sit down. Trứng, trứng đúng rồi. Ngồi xuống, mẹ có cho chưa? Trứng. Đúng rồi, ngồi xuống. Lại, lại. Mẹ biết rồi. Lại ghế ngồi xuống. Mẹ cho. Sit vô, đúng rồi. Kéo ghế sit vô. Xích vô đó, đúng rồi, xích vô đó, đúng rồi. Xích gần gần cho mẹ. Ừ, xích xa ra đi. Xích cho mẹ. Ừ, xích đi xa ra. Rồi, đó, được rồi, ngồi xuống. Xích cho mẹ. Ừ. Rồi, giờ con muốn ăn cái này không? Dạ. Màu này màu gì đấy? Màu red. Màu red. Red tiếng Việt là màu gì? Ok. Ok gì? Red. Red, đúng rồi, màu red, đúng rồi. Xích đau, xích đau. Cái ghế màu gì á? Cái ghế màu gì á? Dạ, red. Đúng rồi, màu red là tiếng Việt là màu đỏ. Màu đỏ. Đúng rồi. Red. Kêu màu red. Màu màu đó, màu purple đó. Màu red. Màu red đâu? Màu pink. Màu pink đúng rồi, màu red đâu, chỉ mẹ coi red đâu. Red nhà. Red nhà. Red đâu? Red đâu? Nhà. Kiếm màu red cho mẹ coi. Màu đỏ coi. Nhà biết red rồi. Nè. Đâu phải. Màu red nè, khỉ đang mặc màu red nè. Rồi, giờ mẹ cho chay nha. Dạ. Con có thương mẹ không? Thương mẹ. Thương mẹ để đâu? Để lại con. Để đâu? Để con. Để lên đầu á hả? Để đầu. Đúng rồi. Con có thương ba không? À. Con có thương ba không? Mẹ ơi. Cái gì con? Mẹ nha. Trời giỏi quá. Ngồi xuống. Con có thương ba không? Dạ, cái mẹ. Ba đi làm gì? Ba ngủ rồi. Ba ngủ rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ba ngủ rồi, mẹ nhỏ nhỏ. Nhưng mà ba đi làm gì? Ba đi làm gì? Ba sửa xe. Rồi mẹ đi làm gì? Mẹ sửa
sữa đi. Gì nữa? Mẹ chơi trên con. Đúng rồi, mẹ mua đồ chơi con, đúng rồi. Giỏi quá, trời ơi, cái bụng kìa. Cái bụng no quá trời no kìa. Ngồi xuống. Bây giờ mà tôi cho ăn cái cục kẹo sô-cô-la này là tôi biết là... Sô-cô-la mẹ. Si-cu-la. 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 Rồi, nè nói nè. Chocolate. 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 Thôi, khó quá, nói si-cu-la đi ha. Si-cu-la. Đúng. Ừ, vậy dễ hơn á. Mà con có thương cô chú không? Thương cô chú. Thương cô chú để đâu? Con bà kia. Hả? Nè, mà cho nè, nó nhiều quá. Cho nè. Thank you much. Đúng rồi. Wow. Yêu. Yêu sao? Không ăn hả? Yêu. Yêu sao? Yêu. Gì? Rồi. Yêu. Yêu đời nổi. Không chịu đời nổi. Thôi bây giờ chào. Ủa yêu mà sao lại lấy ăn lần nữa? Ủa là sao? Ủa là ngon, ngon hay yêu? Ngon. Ngon hả? Hay ngon sao nãy con yêu? Yêu. Kỳ vậy sao con kỳ vậy? Mẹ nhìn con. Ngon hả? Ừ. Con nhé. Đâu con gì đâu. Con nhé. Đâu con gì đâu. Lucky. Đâu phải Lucky. Đâu có con gì đâu. Con. Hả? Để xuống. Để xuống, ừ, để xuống làm gì? Đi kiểm tra hả? Con sẽ mưa chức. Hả? Đi đi, để xuống đây còn đây chứ còn đâu đâu có đâu đâu mất. Cầm theo luôn hả? Để xuống. Để gì xuống? Con mời cô chú chưa? Chưa. Hả? Không ăn à? Yêu. Yêu hả? Thúi. Thúi hả? Sao thúi? Có gì đâu thúi. Con để xạo sự dễ sợ. Cô con. Rồi bây giờ nè. Ăn nữa hả? Sao thúi rồi ạ? À? Cho con khỉ ăn hả? À? Rồi đó. Gì đó. Khỉ tội nghiệp ghê, ăn ở gì cũng bị bắt ăn, tội nghiệp ghê. Thỏ nè. Rồi thì thôi xin cảm ơn cô chú đã xem cái video clip của chơi ngày hôm nay nha. Hy vọng là những cái... Bye bye. Chưa. Hy vọng là những cái hành vọng đáng yêu cô Chay sẽ làm cô chú có một ngày thật là vui vẻ và thật là đầy tiếng cười. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào những ngày tiếp theo. Bye bye. Tính đi quẹo lại bye bye.